Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị, chào toàn thể anh em. Hôm nay thì em Khánh sẽ lên sóng cho anh em một mẫu xe nồi lồng cối đá đến từ thương hiệu Toyota, một chiếc Toyota Innova sản xuất 2008 phiên bản số tự động. Số tự động này thì không chạy dịch vụ nhá, xe mang biển kiểm soát Hải Dương 34A18848, sơn xi màu bạc. Form này thì từ 2006 đến tận 2012, cuối 2012 thì mới lên một form mới, còn đầu thì nó cũng dưa dứa nhau thôi. Một chiếc Toyota Innova có kích thước chiều dài là 4m6 nhưng nội thất thì cực kỳ là rộng, sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ. Bản phiên bản số tự động thì là bản đục rồi, phanh đĩa ABS là răng đúc, xi nhan tích hợp trên gương kính chỉnh điện. Hạn đăng kiểm tháng 9 2024, nhưng hạn đăng kiểm rất là dài. Lốp lắp còn rất là mới này, đó là răng đúc phanh đĩa ABS. Bản này thì trang bị la răng đâu đó khoảng 15 inch nhá. Form này là răng 15 inch. Lốp lắp này, phần ủng giảm sóc đây, rất là đẹp. Vừa xi nhan trên sườn, vừa xi nhan trên gương nhá. Trần kính nẹp mưa đầy đủ hết rồi. Dòng xe Toyota Innova này thì quý vị các bạn anh em nhìn thấy rất là nhiều ngoài đường nhé. Một mẫu xe MPV, mẫu xe du lịch rất là hữu dụng, lành, bố của lành, cực kỳ là bền, chạy đường xa cực kỳ yên tâm, chạy đường trường quá là ok luôn. Dòng xe này thì trang bị hệ thống dẫn động cầu sau, khung gầm rời, là đi đường trường cực kỳ là hay. Để đồ, để cốc nước này. Dòng Toyota Innova này nội thất nó rất là bền nhá. Những chiếc xe Toyota Innova 2006 là cái đời sâu nhất rồi, mà nội thất cũng rất là đẹp. Nếu mà dòng xe gia đình sử dụng, ốc ếch bản lề này, nguyên bản này, nội thất ghế da rất là ok luôn, căng mọng. Phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp hỗ trợ leo dốc đổ đèo, số 3D2 và số nao là số thấp nhá. Đấy, khóa điện này, màn hình cam nùi này, cái này chạy đĩa DVD, cắm thẻ nhớ các kiểu, giải trí đa phương tiện. Ngoài ra thì chủ xe đã lên cam hành trình rồi. Đấy, chân lì nguyên bản, điều hòa 3 dàn. Đây, quý bạn nhìn phần táp ly bên cánh lái này, quá là đẹp luôn nhá. Chủ xe còn trang bị thêm cả cái ghế trúc để ngồi cho nó đỡ bị hâm. Đấy, thảm trải táp lô đầy đủ. Bản này trang bị hai tu khí nhá, một trên vô lăng và một cho người phía bên phụ. Xe thì cột kèo keo chỉ nguyên bản, máy số cực kỳ là ngon. Với cái tầm giá chỉ hơn 200 rồi, các bạn đã sử dụng một chiếc Toyota Innova, mẫu xe 7 chỗ ngồi, không taxi dịch vụ, số tự động cực kỳ là dễ đi. Cái xe này thì sẽ có rất nhiều mục đích sử dụng. Chạy dịch vụ này, chạy dịch vụ thì chạy những khách VIP hơn một chút, vì là phiên bản số tự động thì chạy nó sẽ rất là êm. Đây, dẫn động cầu sau thì nó sẽ có cái gồ đây phía giữa này nhá. Khách VIP hơn một chút vì đi số tự động rất là êm. Ngoài ra thì quý vị có thể sử dụng cho mục đích công việc, cho việc kinh doanh. Đấy, dòng xe này thì nội thất rất là rộng, cho nên quý vị mà đi lấy hàng, lấy đồ này, hoặc là giao hàng, giao đồ thì để gặp hàng ghế thứ 3 xuống thì để đồ cực kỳ thoải mái nhá. Toyota Innova bản V 2.0, trang bị động cơ 2.0 nhá, công nghệ làn biến thiên thông minh, màn hình cam nùi, cảm biến nùi đầy đủ, đuôi lướt gió này rất là đẹp. Đây, 4m6 mà quá là rộng luôn. Đấy, dòng xe này Toyota này quá nhiều lợi thế, cho nên nó bán được rất là nhiều ở Việt Nam, giá hợp lý, máy móc bền, nội thất rộng, sử dụng đa năng, thậm chí là bán ra nó cũng không bị mất giá cơ. Mấy cái anh Nhật này sản xuất những chiếc xe nó quá đẳng cấp luôn. Điều hòa 3 dàn, trần thì nguyên bản nhá, ghế không dùng đến thì treo lên để đồ cực kỳ thoải mái. Đây, phần gầm bệ đây. Đây, dòng này thì lốp treo nhá, lốp treo phía dưới này, lốp lắp thì khá là ok, gầm bệ chắc, dẫn động cầu sau, hệ thống khung gầm rời. Hiện tại thì dòng xe Toyota Innova thì cũng vẫn còn ra mắt những phiên bản mới, nhưng nhà hãng xe Nhật này đã hướng tới những cái dòng xe
khác rồi, form khác rồi, như với Veloz Cross để cạnh tranh với Mitsubishi Xpander thì dòng xe đấy thì lại dẫn động cầu trước nhá, và không còn hệ thống khung gầm rời nữa, không còn có hai cái ưu thế của dòng xe 7 chỗ này nữa, của những cái dòng xe được chạy đường trường nhá. Cua lốp khá là ok luôn, không hề mục mọt gì cả. Đấy, bình xăng của dòng xe này hơn 50 lít, đổ một lần đi khá là dài. Không thể tin được những chiếc xe 2008 mà vẫn táp ly cánh, phần cánh cửa còn đẹp như này. Khi các bạn lựa chọn mua chiếc Toyota Innova và dòng xe Nhật thì nó sẽ đã có thêm cho một cái sự lựa chọn thông minh, đó là sự bền bỉ. Một chiếc xe mà nó hỏng hóc hoặc là hay hỏng mà cứ phải gọi xe cứu hộ ấy thì cực kỳ khó chịu, cửa đóng cực kỳ êm nhé. Riêng dòng xe Nhật nó sẽ đảm bảo cho các bạn những cái yếu tố đó, đi đường xa, đường gần, nói chung là đi đâu cũng cực kỳ yên tâm. Hỏng hóc thay thế rất là sẵn và rẻ. Và khi quý các bạn sử dụng một chiếc ô tô thì cũng phải quan tâm rất nhiều đến vấn đề bảo dưỡng rồi chăm xe. 2008 nhé. Đó. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, dòng xe này thì không có bản nhập, gần như là không có nhé. Gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe. Đói, cửa đóng rất là chắc, vô lăng còn khá là đẹp này. Túi khí trên vô lăng 4 chấu. Đó, ốp đồ chỉ hơn 12 vạn thôi. ABS, túi khí đầy đủ. Xe máy nổ rất là êm, điều hòa thì cực kỳ là mát rồi. Dòng xe Toyota Innova thì điều hòa thì miễn chê luôn. Đó, chạy đang chạy đĩa DVD. Đó, đây cắm thẻ nhớ này. Giải trí đa phương tiện. Một chiếc xe đi đường dài thì cũng lên trang bị một chút nhạc, đi lại nó đỡ cô đơn. Trên bản đủ thì sẽ có cảm biến này, cảm biến lùi và xây kính nhá. Ngoài ra thì còn có hai cổng sạc nữa. Đấy. Riêng cái bản này thì chỗ để điện thoại khá là ok nhá. Đó, để cốc nước này, củ số rất là gọn. Trên những phiên bản số sàn thì củ số nó rất là cao như này, nó ở tầm này. Nhưng số tự động thì mình cũng không phải dùng đến nhiều số, cho nên người ta thiết kế rất là gọn nhá. Hộp số tự động 4 cấp, hỗ trợ leo dốc đồ đèo và số zig zag. Thì mình cứ vào đây là đi đến đấy thôi, không cần phải dùng đến lẫy chuyển số nhé. Đấy, phần yên ngựa thiết kế rất là ok luôn, chỗ về tí tay này. Và cái dòng xe Innova này thì nó có một cái rất là hay, đầu nó không dài, cho nên khi quý vị, khi anh em ngồi trên cabin này, cái tầm nhìn cực kỳ là tốt nhé, cực kỳ tốt, nó rất là thoáng luôn, tầm nhìn rất là tốt. Và dòng xe này thì dẫn động cầu sau trên chạy đường trường thì miễn bàn luôn. Hệ thống cả loa tép này này, âm thanh rất là hay luôn. Cam hành trình, cam núi đầy đủ. Chiếc xe này thì về quý các bạn mua về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Phần gương, phần kính, phần đèn đã bao test cho quý bạn, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý bạn xem nhé. Đấy, dòng xe Innova thì cái chỗ đây thì nó sẽ có một cái là bình xăng và một cái là lắp capo nhé. Bình thường thì những cái mẫu xe khác thì bình xăng phía dưới này. Rất là nhiều người nhầm khi mở bình xăng này. Thực ra mở thì cũng chả sao cả. Bình xăng nó rất nhỏ, nó không vương víu gì cả. Đấy, công nghệ van biến thiên thông minh. Máy nổ khá là êm luôn, hệ thống đèn đóm rất là đẹp. Đèn này đèn LED rồi nhá, đèn LED rồi. Đó. Về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi, không cần phải đầu tư bất kỳ một khoản phí nào khác. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova bản V, số tự động, sản xuất 2008 phiên bản. Đó, xe này gia đình sử dụng nhá, không taxi hoàn đục. Máy nổ cực kỳ êm, đây quạt gió đang hoạt động làm mát máy này. Đó. Đấy, chiếc máy này thì mặt dàn cò đã ra rồi nhá, mặt dàn cò ra rồi. Nhưng máy nổ rất là êm. Đấy, xe thì máy đặt dọc, trang bị 4 máy dẫn động cầu sau, kim phun điện tử. Một chiếc xe đa năng và còn rất là đẹp, nên phun đồ đăng kiểm dài. Đấy, ốc ếch này,
phần phào chỉ đây, quá là ok luôn. Bây giờ xe là quá là rẻ rồi, xe còn đẹp và mức giá chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Vâng, Toyota Innova 2008 bản V phiên bản số tự động bản full có mức giá là xuất 230 triệu đồng, bao hồ sơ cho quý bạn nhé. Đây là phanh đĩa ABS chống bó cứng, chống trơn trượt. Khi các bạn chạy sửa phanh đĩa ABS đường trời mưa thì nó sẽ không bị trượt nhé, nó không bị trượt. Bình thường trời khô ráo thì nó sẽ rất là êm, vì hoạt động của phanh đĩa ABS này nó nhấp nhả trong một giây rất là nhiều lần, cho nên là rất là an toàn. Đó, máy móc khô ráo sạch sẽ nhé. Đó, máy phần này. Hơn 200 triệu đồng, Innova số tự động, dễ sử dụng, nhiều công dụng khác nhau. Vâng, một chiếc Toyota Innova bản V phiên bản số tự động máy 2.0 bản full rồi, mang biển kiểm soát Hải Dương 18848, chưa đến 49, rất là may. Vâng, chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 230 triệu đồng, đảm bảo hồ sơ cho quý vị bạn, cho anh chị nhé. Đó, một chiếc xe này trang bị đầy đủ, thân vỏ, cột kèo, keo chỉ zin nguyên bản, máy số cực kỳ là ngon. Bên em thì có hỗ trợ ship xe, quý vị bạn anh chị xem xe mà cảm thấy ok thì cọc tiền vài triệu là bên em cho xe lên được. Đấy, xem xe chốt là ok phun tiền, hoặc ngoài ra thì bên em có hỗ trợ cả dịch vụ ra tên chính chủ nữa nhá. Đó, bình thường bên em bao hồ sơ rồi. Vâng, em xin kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị các bạn anh chị có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn anh chị ở những video tiếp theo.